Hello, xin chào anh em đã đến với vlog tiếp theo của anh em mình nha, cháu mình nha. Đấy, hôm nay thì mình qua làm thêm cái viền kính nhẹ nhau. Đấy, viền kính nó xuống vòng đây này. Đấy, nên là phải làm thêm. Trước là làm cái này nó hơi cao. Đấy, nó hơi cao trên này nên là cái kính của mình nó không xoải được ấy. Làm không xoải nó khó đấy. Nên là phải làm lại. Mấy cái đoạn này hôm nọ là bọn mình cắt đi này anh em ạ, đây cắt đi thì trước kia nó sát mấy cái này này. Đấy. Thì cái này bọn mình sẽ làm xuống sâu một chút để bên dưới đấy, bên dưới để làm có một chút sau này còn lắp được cái gì nhỉ, cần gạt mưa mà, cần gạt mưa đấy, rồi chọc xuống đến cái đáy để làm cần gạt mưa phải không? Cần gạt nước, gọi là cần gạt nước ấy. Rửa kính rồi các thứ kìa. Hai cây này có tác dụng gì? Hai cây này để đỡ đất sét. Đấy. Hai cây này là để đỡ đất sét anh ạ. À, xong cái này lót đồ đây là đỡ sét à? Cái này sẽ lên chỗ kia để lấy lưới. Cắt dây là buộc vào đây. Đấy. Mà thợ trần đi lấy lưới. À, đây lưới để trên đây hết à? Cứ lấy cái vừa không được, thừa ra không được chứ. Đấy, khoảng 2-3 tấm to lại là đủ. Dạ. Yeah. Tầm 2 tấm này được. Đây, tấm này là đủ. Đây, xếp thì nhà có hẳn một... 10 cân. Lần trước tôi lại bảo 10 cân phải không? 10 cân. Đấy. Tập phải nhanh. Không có đầu đuôi. Đống này là cứ cắt dần cắt mòn. Mấy đứa là thêm nó thành một cục ngắn ở đây đấy. Ờ, thêm một đoạn ngắn ngắn đấy thì được rút thôi. Đất vừa lấy ra thì thả máy ở. Không cần đâu, nó chúc vào trong mà. Không vào trong á. Trồng hai lớp vậy cho nó thoải mái, cho nó cứng, đun thừa đó. Có khi chỉ cần buộc bên ngoài, bên trong cần buộc để sau này nó dễ tháo. Không, cái này không dễ tháo, ngồi bên là tháo được ngay. Buộc cả bên trong nó tụt buộc đấy. Ngày nữa nhỉ. Nửa ngày. Xong cái này bọn mình sẽ mài đi. Đây, cái đường nó bị gập này sẽ mài đi để cho nó cái đường rìa kính nó sẽ liền vào đây. Thì nó chạy dọc theo nguyên cả một cái chạy dọc theo cả nguyên một cái từ đây qua chỗ Hưng cái xuống. Cần gặp mưa xe này là hai cái hay một cái vậy nhỉ? Hai cái hai bên này. Không, nó ở giữa nhưng mà nó gạt cả hai cái. Hai cái nó cách nhau xa nhau khoảng 30 phân thôi. Như con Bugatti à? Ừ, kia chiếu vậy. Đây nó có khoảng trống rồi. Xuống dưới vô dễ tháo. Anh em mà những cái gì nó
lợi nhiều vậy à? Cỡ 27-28 tỷ, nghìn tỷ mà vậy. Nợ là đừng có đi làm phá giá vậy mà không để cháu nợ mất. Cảnh hết phần của cháu đi. Cảnh hết cả phần của cháu vậy. Cửa ok này nha. Video mấy hôm trước thì cũng làm xong ấy, gọi là cửa trước đấy. Chưa làm khóa. Chưa làm khóa nên là nét trong nó còn búa. Không nghĩ là cũng phải buộc ấy. Buộc phải đất nó xô ấy nhỉ. Khi đất vào đây nó xô. Đây là trong này. Chỗ này thì đang làm bàn lề. Chỗ này thì đây đất này thì ok này. Đây đất này kiểu vừa mới lấy ra ở cái gì đấy, cái bậc đấy này ok nhất này, vẫn còn sử dụng tốt mà nó nguyên cái tròn tròn này, nguyên cái tròn tròn này luôn đấy. Còn trên kia là đất khô kìa, nên tròn này mình vừa lấy ra xong. Cái đám này là bị thiếu là phải dán lên một chút này. Em biết bên đây và bên đây đấy, hai bên nó đầy đầy như nhau. Ngoài cũng dán bên đấy. Đi đâu để cả bầu trời chú? Chú Lợi đang làm màn lề anh em nhá. Ừ, thứ thì ngọt ngào nhưng mà trong em toàn cái gì giận dỗi. Ủa em hôi đi kê lên à? Kê vậy làm sao được? Kê vậy nó chập mất tích em ơi. Phải hàn qua màu. Hàn qua màu kia. Cả thế giới mới ơi. Vậy á? Dạy dột em ơi. Mình làm chi em ơi. Thất tình của gì nhỉ? Chị Đình Quang. Thất tình nhỉ? À? Em thất tình à? Tình thất. Nghĩa ra mà thất tình mà thất thì chị Đình Quang luôn. Thất tình là bảy tình đấy em ạ. Bảy cuộc tình mà mình dành riêng cho bảy em. Tất cả là tất cả chỉ là trải nghiệm. Ui dồi em, đây là một sad boy, một sad boy chia sẻ quá khứ của một sad boy. Ngày xưa anh đã từng phải không, Hưng đã từng là một cậu bé good boy. Cố gắng tất cả để dành riêng cho em các bạn. Em anh chẳng biết được đâu, kéo lúc mày quá rồi nó két đấy. Nói chung là các bạn này phải tính toán thôi, nhưng cũng như là cái cánh cửa kia với lại cái phần tắt cái cabo ấy thì đây cũng sẽ là cái mẫu anh em ạ. Mẫu này cao cánh kính mở cao hay nhá. Thì thiếu người dư á.
Đấy, mới ham ham hố. Ơ Nguyên là đi chuẩn bị đóng phim với anh Hoàng Nam anh em ạ. Anh Hoàng Nam ở trên là Mi đấy. Nguyên thì chắc chỉ đóng vai thằng trộm chó. Trộm chó à? Và tên phim là vợ bị đằng khác cướp mất à? Ui ôi, khổ thân Nguyên thế. Thì nó cái vai nó tàn bạo ấy. Vai đấy cũng hợp ấy nhỉ? Vai đấy cũng hợp ấy. Hợp gì? Hồi trưa bọn anh bàn rồi, bảo là mấy nữa Hưng đóng, Nguyên đóng xong về có kinh nghiệm ấy, thì anh em mình tự tổ chức lấy mà đóng, đóng một tập để mà chiếu rạp. Thế giới người ta có quá nhanh quá nguy hiểm, mình chưa quá, quá chậm, quá chậm quá an toàn. Chủ yếu là Nguyên nó hy sinh vì đội nhóm ấy. Bây giờ là nó đi để nó lấy kinh nghiệm ấy chứ nhỉ. Mấy nữa mình với chú cháu mình tự vậy làm bộ phim chiếu nhỉ, Hưng nhỉ, được không? Mình làm phim ngày kia. Ngày mai ở Trấn Thành rồi thì mình làm ngày kia. Ngày kia nó xa quá. Đây là cái gì chứ? Tai bản lề gì cái này hôm qua không không dậy. Quá. Ok đấy, phải khoan quay nãy gì chứ? Nếu có cây cảnh là mày em giúp. Có chứ. Quay cảnh khoan nữa gì vậy? Quay khoan nữa. Chưa đủ cơ hứ. Đây là cái tai cốp anh em nhé. Cái cốp này thì sẽ sử dụng để làm cốp anh em nhé. Ô vậy không có khoan mồi à chú? Không. Chưa vậy luôn à? Vậy luôn. Vậy đính chú. Có tay lên trời chú. Đấy đây rồi. Được chưa? Dạ. Mới mà. Cái quan nước là khoan đến tầm loại trái đất. Hãy cho tôi một ít nước phải không? Thủ không chú? Có thủ không đấy? Hát thủ. Quay ngay đi đứa đi gần mà. Không, không quay đâu mà. Qua xem ở trên thì người ta bán một cái khoan của Nhật đẹp đá măng. Con bàn á? Sao mua? Chắc 20 triệu. Và nó có cấp, từng cấp một mà. Nhanh nhiều chậm đấy. Có cả Taro luôn á.
nhấc lên là quay ngược, còn ấn xuống là quay khuôn. Dày quá anh em ạ, tại vì là đang làm một phát 4 tấm, anh nhìn không? 4 tấm nhưng mà này. Đấy. Nó mới đồng tâm chứ nhỉ? Đúng rồi. Cái này Hàn vừa Hàn nó phải để khoan nó đồng tâm đấy. Làm bao nhiêu lâu hôm rồi mình mới biết được cách đo tâm lỗ. Tất cả các lỗ ốc. Mới phát hiện mình nha, phát hiện này. Trước kia chỉ đo áng áng. Áng thì nó không tâm mà. Người gì mà xinh quá trời. Người gì mà chờ quá xinh. Sắp thành cái kính cửa rồi đó anh em ạ. Cũng đất phết. Nghe bé mà. Có thủng vô. Có thủng vô. Ôi xong rồi chứ? Xong rồi mà. Hơi hẹp hẹp thôi. Hẹp á? Mũi khoan 13 rồi mà vẫn chưa được. Cái 14. Cái mũi khoan 13 sao được? Phải thấy máy cái 14 nhỉ? Bỏ ba lắc một tí là được. Ăn tiếp á? Lắc đi lắc lại một tí rồi. Cái này mà mài cái này đi thì nó lỏng vào đây. Ăn buộc phải gì ở đây gần vừa xít xì tối đấy, càng xít càng đẹp, còn được khoảng một gem thôi mình mài lắc liền được. Chúng ta bắt đầu cắt plasma nhưng mà bắt plasma để làm cái hai cái thanh này, cắt bằng máy cắt thì rất là lâu chứ nhỉ? Mà máy cái này lâu lắm, mò cái này rất là ra cũng chịu luôn. Cái gì? Rồi đúng rồi. Nhiều điện, nhiều hơi quá. Nhiều hơi quá không được à? Hơi quá nó tắt lửa. Xem vào trong thì nó báo vậy. Không mò thì cũng làm vậy được. Thì đó. Rồi. Rồi.
cháu nào nè. Đó gì? Cái nhặt kia đi, vô. Hai cây luôn này. Hai cây nữa. Cắt đi ra. Cắt tiếp tục hả? Máy của lắp ba này không gọi mình đi nghỉ nhá. Xem gì đó. Có tiếp cây nữa hả chú? Tiếp cây nữa. Cây này là cây mẹp. Nóng thật đấy. Để mấy bà pha vậy nó vẫy nhỉ? Mấy hai pha chắc yếu hơn nhỉ? Pha thì không làm đâu. Từ trước là nó có bán cả mấy hai pha mà. Mấy một pha nhỉ? Một pha. Đấy, đúng rồi, hai pha. Thế là điện đốt là khỏe rồi. Lấy cho mình đi. Vậy là mình khỏe thế. Dùng cá nhân gia đình máy này cũng được rồi chứ nhỉ, máy ra xích nhỉ. Cắt tốt lại không còn tăng cái này lên, còn hơi là chỉ khoảng 45 là 45 hoặc 50 cũng cân đấy, cân hoặc là phải đi phải đi chứ. Báo cân là tắt ngủ. Ôi, em nghe cứ xèo xèo. Đưa tay vào là.
Nó nó cắt ra mấy cấm thì xong bắt đầu là mặt cặp này đặt nó là bày làm để thấy tay để làm thấy cái bàn lề để nó lập lên xuống một cái cốp anh em. Vòng cung á. Ok đấy. Vậy nào chứ? Bên ngoài mình muốn khế phải không? Bên ngoài tốt hơn, bên ngoài nó không vướng. Mày với nó cái này nó yếu. Cái này ví dụ mà làm nó mất rình ngay nhỉ? Biến dạng ngay. Đập vậy á? Không. Lựa từng tí nó đã. Vậy nếu mình như cắt đấy, một cái như tổ lưới liềm như thế để ốp vào cái ngoạm này. Ngoạm này vừa mới hoàn thiện thôi anh em. Tức là thành mũi khế, nó vừa ngoạm như nó vừa mũi khế nữa, nó cứng. Ở nhà sản xuất thì nó cũng vậy mà chú nhỉ. Nó cũng dập góc rồi đấy. Nó hợp nhưng mà nó dập góc. À. Còn mình không dập góc, mình làm mũi khế nhỉ. Đấy. Thì nó thể tạo thành một cái mũi khế ba góc á. Ba nhánh. Thì nó cứng. Đấy. Được rồi. Mạnh quá.
Này lúc nãy mình không biết đường cắt nhỉ. Đấy, đây phát luôn. Có người yêu có lấy vợ luôn. Đấy, có người yêu mà. Có người yêu có lấy vợ luôn không? Người yêu là người yêu nhỉ. Yêu đương có biết mùi đời đó. Hôm nay ngủ nguyên rồi. Cần em gật đầu đồng ý cậu nha. Được gửi luôn. Cần em gật đầu đồng ý. Còn chưa đồng ý thì đợi đến khi nào đồng ý.
và hỏng hết người. Cái này mình đổ bay đổ yêu đương vào hết người. Cái này thì cao nè. Sắp rồi. Chờ đấy nhỉ. Thôi. Dạ. Đã lắp cẩn thận đâu, anh lên. Cô công nhận không em? Thằng bé mẹ được rồi. Phải làm cấp đi, bắt đầu mới làm. Bằng chứng trước tòa rồi. Đấy, vậy là cái bản lề lúc nãy chú Lợi bắt đầu là làm xong rồi, bắt đầu là bây giờ thì đưa vào cái vị trí mà triển khai rồi. Thì đang kiểm tra xem cái vị trí đấy nó có hoạt động hành trình nó ổn hay không đấy. Chú Lợi vừa hàn xong và kiểm tra liên tục. Thì nó sẽ liên quan đến cái vấn đề là có va chạm vào cái vị trí này hay không này. Nên là hàn vừa có đủ cứng, đủ giữ lại xong là kiểm tra. Lúc nào cảm thấy ok 100% thì mới sẽ tiến hành là hàn cố định chắc chắn. Tại vì nếu như mà chưa hoàn thiện xong mà chắc chắn là hỏng rõ luôn. Đấy mọi người thấy chưa? Cái bàn lề này lúc nãy mà bảo là hàn này mũi khế này. Đấy, ba nhánh này, nó cứng rồi. Đấy. Anh em cái này trong cái đoạn này nó là lập lèo, bởi vì sau này mình còn hàn cái kia trực tiếp nên bắt đầu mình phải đẩy lên vầy. Nó chạm vào cái đấy mình bắt đầu mới hàn cái tay ấy, mình tháo ốp ra. Đấy, nó hơi bị lít kích nhưng mà đấy mới đúng quy trình anh em. Cái này mình làm phát được luôn, làm đính luôn thì nó chiến bị sai ốp á. Đấy. Cái bàn lề cốp sau như này nhé. Đấy, bởi vì nó vòng qua một cái cây sắt như này mà. Ô, cái mic có nghe thấy cái gì? À, người tháo mic rồi. Dạ, cái này không có mic. Ok đấy, độ hở của nó rất là thấp luôn mà nó vẫn lên được cao. Đây là độ hở của vỏ xe mới lại hai cái giáp danh với nhau này. Đấy. Lên đến mãi đây bắt đầu nó mới hơi chạm vỏ thì nắp vào lên trên này nào. Cái khoang này thì thoải mái người chút vào rồi.
nên cháu để gấm xong mình còn lại anh em ạ. Tiếp tục là cái bên thứ hai anh em ạ, bên còn lại nhá. Thì chút nữa bắt đầu ướm vào đi. Ướm để thử nghiệm đã anh em ạ. Đấy. Ok chưa? Cái trụ tròn anh em nhé. Cái đáy của cái tròn này này. Cái tròn đấy. Cho anh em lại không hình dung này. Đấy. Ok. Cái này nó lại rút ra luôn. Gờ kính anh em. Mai em dán được tối rồi. Quá hơn Nguyên không? Dạ. Xin một cái gì đó. Đây đây dưới.
Đây nước. Cắt á. Trời tối rồi. Cái này em phải phủ nước, đống nước vào ấy. Mình phải cho nước vào để cho giữ ẩm. Mai là nó khô hết đấy mà. Mai nó ngấm. Tại vì chỗ này là chỗ gì? Chỗ này là để compa cửa. Compa cửa. Compa kính ấy. Compa kính. Compa kính cửa. Yeah. Mày làm nhựa thôi. Sơn đâu nhé? Cái này em nghĩ mình phải sơn đâu. Mình ở bên dưới tại vì nó ở chỗ này nó có một tí thôi mà. Quất luôn à? Mình quất luôn, mình lấy ra rồi cũng được. Vì nó không quá nhiều, mới lại chỗ này cũng dễ lấy. Ừ. Sao chú? Đâu cậu ở chỗ này không? Cây nào dài dài tí để cắt cuống không cắt cuống ấy, có một cái cây nhỏ nhỏ này.
sơ lợn. Ok anh em ơi, ngày mai mình sẽ thiết kế một cái phần nắp lưới của nó, cái cố định để bắt tay bản lề đấy. Cái thùng đấy, với lại cái thùng đấy, phần đáy này đó. Mai phải đi tính toán làm sao nữa, thì cái khoang chứa bình xăng này ra, cái khoang này chứa bình xăng này. Đặt bình xăng vào lấy mình lấy mấy bấu được? Hả? Thật là bình xăng vào chứ nhỉ? Mai thiết kế cái để kê bình xăng nữa các bạn. Ừ. Mà không biết là bình xăng khi mình hàn vào vậy có vừa nữa không anh? Đo thử chiều ngang bình xăng em đúng không? Đấy, bình xăng với lại có bình xăng thì mình ngăn cái đám này cả. Làm một cái nãy thuốc vào đây. Không hàn cái bệ đã tai ngang đây không, khi cốt mình khán là nó mắc cái đám này. Còn nguyên cái khu vực này là mình che đi hết. Che phần đây, che lên trắng bùn. Con xe này còn rất là nhiều công đoạn anh em ạ. Từ đầu, từ trên đầu xuống đến đuôi này. U đuôi này là hai cái hộp gió. Nhưng mà trong cái cốp này là hết bàn lề nhỉ. Trong cốp này là xong những cái răm danh này này. Đấy, cái răm danh này thì làm xong cái răm danh này thì khi đi đấy có mài form ấy thì nó ok hơn. Hiện tại thì khoan. Cả tay chân chưa? Ngắt linh 6 á. Cả tay. Ngắt linh 7. Đây mà, chiều này. Ừ. Đây. Ngắt linh 6 rồi đây. Mong được thì 2 linh chỉnh á. Mà cái khung này, cái chụp này là đổ ngang ra. Mình đặt lên đây là nó không tới đấy được đâu. Đây nó thò nó hai cái nhát mà. Nó mất hai cái nhát gạt đấy. Nó mất mình đấy. Rồi cái này mình tính mai tính thì thôi. Thôi nha. Cái này cũng khá là một rồi. À, làm anh xuống cái luôn. Ok. Bye bye anh em nhé. Anh em ngày mai. Đấy, quá trình nó biến đổi như nào bắt đầu lại tiếp tục. Anh em nhớ đăng ký kênh, like, subscribe kênh nha. Xin chào mình.